Minh Nguyễn thân chào tất cả mọi người nha. Thì xoay quanh cái vụ việc ồn ào của sư cô Huệ Hiếu ở Tịnh Thất Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, thì hôm nay Minh Nguyễn có gặp một cô Phật tử rất là đặc biệt để nghe cô chia sẻ về cái vụ việc này. Cô coi cái Tịnh Thất Sông Mây này đó, cô theo dõi cái kênh của Lê Thanh Thiện là từ đầu cho đến ngay bây giờ luôn. Đó là lúc có cô gặp kênh của Lê Thanh Thiện, đó là cái cô gì cô Hiếu á, Tịnh Thất Sông Mây đó, là đi khất thực sinh năng ở ngã ba Vũng Tàu gì đó, ngay đường gì đó. Rồi xong gặp Lê Thanh Thiện, Lê Thanh Thiện mới là hỏi bả là bả tu ở đâu này nọ. Rồi sau đó bả ấy quanh co là bả định xách xe bả chạy trốn rồi. Cái cuối cùng cái Lê Thanh Thiện mới truy hỏi lần nữa, cuối cùng thì bả khai thật là bả có mua cái tượng thiếu, mua tượng Phật thiếu của cô Linh gì ở chỗ nơi mà sản xuất tượng đó. Cô quên, con quên đường rồi, nhưng là mới gửi cho cô Linh có 1 triệu hay nhiêu đó, là như đó là 4 tượng là 7-8 triệu gì đó. Mà cô Hiếu nói thôi giờ cô Hiếu đi khất thực để mà kiếm tiền để mà thỉnh tượng, bây giờ không có tiền, bây giờ gửi cô Linh trước 1,5 triệu gì đó, rồi khi nào đủ thì cô Hiếu lấy 4 tượng đó về là 7-8 triệu gì đó. Theo cô thấy ngay, theo dõi kinh ngay lúc đầu như vậy. Rồi sau đó Lê Thanh Thiện á mới là thấy đi đến Tịnh Thất Sông Mây, thấy cũng hoang tàn quá đi, cũng chưa có gì. Sự thật thì cô này nói đúng, cô Hiếu này nói đúng, là cổ đang đi khất thực là để cổ mua góp tượng, không có tiền để đủ để mà thỉnh tượng, trong lòng cổ muốn như vậy. Thì Lê Thanh Thiện mới thấy vậy, mới tội nghiệp, mới kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ để mà thỉnh tượng về cho cô, để cô nguyện vọng của cô hoàn thành. Sau đó thì các mạnh thường quân tin tưởng nơi kinh của Lê Thanh Thiện mới là ủng hộ cho bà Hiếu này rất là nhiều. Cô thấy tới tấp luôn đó, lúc đó là rất là tới tấp, người thì tượng, người thì tiền. Mà tôi không hiểu cô Hiếu này là như thế nào, mà nếu mà cô tu thật sự đó là chỉ cần vài 3 tượng thôi, chứ đâu có thể nào mà mấy chục cái tượng để làm gì đó, tôi không hiểu như vậy. Vả lại một cái chùa của cô đó cũng sập sệ, đang xây dở dang nữa, mà Lê Thanh Thiện đó kêu gọi mạnh thường quân từ ở trong nước và ngoài nước giúp đỡ xây chùa, xây này nọ cho cô lên một cái cơ ngơi, một ngôi chùa rất là khang trang, đẹp đẽ, rộng rãi. Mà không hiểu sao mà từ giờ phút này tôi nghe lùm xùm là cô Hiếu đó biết bao nhiêu tiền như vậy rồi đó, mà không biết cái những đồng tiền nó đi đâu hết trơn rồi, mà giờ trở lại khất thực mà để mà mua đất. Mà tôi không hiểu sao đất đai rất là rộng, mà chùa chiền tượng thờ một tam bảo là đủ rồi, không có cần. Nếu mà tu thật sự thì tu trong lòng thôi, là tượng tam bảo là đủ rồi, Phật Thế Tôn là đủ rồi, chứ đâu có nhất thiết gì đâu mà Phật Sư Tổ Đạt Ma rồi Phật đủ thứ Phật. Tôi thấy tùm lum mà để Phật mà để phơi nắng ngoài trời ngoài mưa, chứ đâu phải là mà trang nghiêm đâu. Tôi nghĩ là hai chị em này đó là chắc cũng nghèo túng khổ quá, bây giờ phải giả dạng như vậy đó để mà động lòng của mạnh thường quân. Cứ lấy nhà Phật ra để mà động lòng các mạnh thường quân, để mà làm cho bả đến khi mà có đồng tiền quá nhiều rồi đó, thì lúc đó đó là hình như bả phủi ơn Lê Thanh Thiện hay sao đó, đổ thừa cho Lê Thanh Thiện ăn tiền của nước ngoài gì mà 1 triệu mấy đô rồi bây giờ tổng cộng lại tôi nghe nói đâu 9.500 đô gì đó, tôi cũng không hiểu rõ. Tôi có theo dõi hàng ngày cái kênh của Lê Thanh Thiện đó đó, với lại những cái kênh sau này nữa, là bà này tôi thấy không được. Với lại em Thâu nữa, vợ chồng em Thâu lúc trước đó là bà cũng định mua cái xe để cho em Thâu chở mấy người bệnh với lại mấy người hấp hối về quê, là không đồng. Rồi bà mới kêu vợ chồng đó đến để cho ở mướn gần đó, để có gì đột xuất bà kêu cho nó lẹ làng. Nhưng tôi thấy chưa có ở được bao lâu hết trơn mà tại sao lại không cho ở nữa. Rồi rất đáng buồn là vợ của Thâu sốc cái chuyện gì đó mà lại xảy thai đi. Rồi chở về như không kịp về sao đó, chưa đưa xe về kịp thì cô Hiếu lại nói là Thâu là chắc lấy cái xe đó chắc chở mối chở gì rồi đó, kiếm tiền riêng rồi đó. Bà đã tu hành mà tôi nghĩ rằng là chưa có bằng chứng gì mà bà nói như vậy thì cũng tội cho Thâu đó. Rồi bà mới thấy thâu cục cực khổ, sơn nhà, sơn cửa cho bà, sơn này tùm lum, bà mới bồi dưỡng đâu cho mấy trăm ngàn gì đó tôi không hiểu. Rồi sau đó bà nói cái gì đó rồi ăn chận, ăn bớt, mua cái gì không thối tiền bả thì tôi không biết, là thâu mua cái gì thì tôi không biết. Cái cổ phiếu. Cái gì thì tôi không biết, mà tôi nghe bả kể là ăn chận, ăn bớt mà sao không thối tiền lại cho bả. Thì thôi có đáng gì bao nhiêu đâu con. Không có đáng cái gì trơn, thì mình đã nhận trong tay biết bao nhiêu của Mạnh Thường Quân cho mình rồi. Mình là người tu hành mà nghĩ đến tiền bạc làm gì, tu đi để sau này mình có cái phước, cái đức chứ đâu phải tiền. Chết cũng đâu mang theo con, cái thằng nghĩ vậy đi. Mà có mấy trăm ngàn của vợ chồng nó quá khổ đi mà cũng đòi lại, cuối cùng nó phải hình như đi sinh nai đó con ơi. Chứ nó không có tiền, thực sự nó khổ lắm, nó chạy đêm mà rát ở ngoài đường, mà bữa nó than cô là cô ơi bữa nay con chạy có mấy chục ngàn hả cô. Cô thấy rất là thương. Đó, rồi những người người ta không biết, người ta mới nghĩ là nó này nọ lừa đảo này nọ. Rồi người ta chửi bới nó. Không phải cái vụ mà cái lừa đảo, cái vụ mình xe cứu thương đâu. Hiện giờ xe cứu thương bây giờ thì cô không biết làm sao, cô không dám nói, cô không biết là cô không nói, mà khi cô biết là cô phải nói. Xe cứu thương thì cô không biết, mà nhưng mà lúc mà nó kêu gọi Mạnh Thường Quân mua đó là nó cũng có cái tâm để mà nó chở những người làm phước, mà nó có công có đức thôi chứ nó cũng không có nghĩ là tiền bạc gì đâu. Nhưng là nó chở người ta về đó thì nó cũng nói thật sự là con chở về đó trong người con cũng không có tiền đâu, nếu mà nghèo thì cho con xin tiền xăng này nọ. Nói chung nó đúng, nó nói đúng. Nếu con chở về đường xa, ví dụ con chở về Đồng Tháp, Cà Mau này nọ đó thì có cho con xin chút tiền xăng thì con đổ xăng con quay về đó, có sao thì nó có nói vậy, nó có kể con nghe vậy. Thì cô cũng biết điều đó, nó cũng lên mạng nó nói vậy chứ nó đâu có phải xè tay mà nó xin bao nhiêu tiền hoặc nó đòi hỏi nhiêu tiền đâu đó. Còn cái mấy cái xe mà Mạnh Thường Quân vừa rồi cho nó là chẳng qua như vậy nè, cô được biết nè. Mấy cô đó cho nó cái chiếc xe đó, nó không dám chỉ chiếc xe mấy trăm triệu là tại vì đó là nó sợ người ta hiểu lầm. Sợ người ta hiểu lầm nên nó kiếm cái xe cũ mà nó chỉ. Là xe đó hình như mấy 6-70 triệu gì đó. Xe cứu thương. Xe cứu thương đúng rồi, cái xe đó để mà nó định chở mấy người đi không đồng, nó chứng không đồng đó. Nó không dám chỉ nhiều, nó chỉ nhiều. Có như vậy thôi đó mà người ta cũng nói nó là lừa đảo, làm bộ chỉ cái xe cũ để dễ bán. Để sau này dễ bán. Đó, với chỉ xe mới rồi bán rồi này nọ rồi Mạnh Thường Quân ấy sao. Nó đổ thừa cho vợ chồng nó thì cô chỉ biết được những cái điều đó thôi. Rồi, còn có cái vấn đề người ta lại hiểu lầm về cái vấn đề mà Văn Thâu lên mạng rồi kêu gọi Mạnh Thường Quân để giúp đỡ tiền khám thai cho vợ gì đó thì cô thấy làm sao? Cái chuyện đó hình như cô thấy hình như có đó nha. Có, cái đó hình như có là nó quá khổ rồi. Nó cũng quá khổ con, đường cùng rồi con ơi. Nó cũng quá đường cùng rồi, nó cũng không xin nhiều. Nó xin tiền để đủ mà khám thai cho vợ, quá cùng, đường cùng rồi con. Nó đường cùng rồi, mà tại sao nó không xin cô chứ nếu nó xin cô cũng cho con. Nó xin cô sẵn sàng, tại cô Phật tử, cô từ bi lắm, cô còn đi từ thiện chỗ này chỗ kia chỗ này, mà tại nó ngại cô, chắc cô cho nó hoài, nó ngại sao đó, nên nó không ấy, chứ nó cũng được lắm. Nhiều khi nó chở cô đi lên Long Thành, vô cái chùa gì để cúng, cô cúng tượng Phật đó, mà cô đưa tiền xăng nó, cô đưa nó 200 mà nó không lấy, cô phải nhét túi nó đó, chứ nó không lấy, thật sự nó không lấy, có sao cô nói vậy, cô ngồi trước bằng Phật, có sao thì cô nói vậy. Đó, chứ còn những người ta từ lúc mà cái xe cứu thương đó hình như không còn nữa, người ta mới chửi bới nó này nọ, bán ăn hay sao đó. Đó. Thì cô cái vụ cái xe cứu thương đó cô hoàn toàn cô không biết cái gì. Đó. Rồi xe đó đi về đâu rồi thì cô không biết. Đó. Cái xe cứu thương ở Tịnh Thất Sông Mây. Xe cứu thương không có sao không, xe Tịnh cái xe mà Mạnh Thường Quân cho nó mua xe cũ mấy chục triệu đó. Đó là các Mạnh Thường Quân cô Dũng, cô gì đó không biết nữa, ba cô, hình như ba cô đó có hùng lại mua cho nó chiếc xe 60 triệu. Đó là mua riêng cho nó đứng tên mà. Đó là xe cũ đó. Đó là cô biết cái vụ đó đó. Thì cái xe đó bây giờ đâu thì cô không biết. Còn các Mạnh Thường Quân nếu có chửi vợ chồng Thâu thì mình cũng kiếm cái bằng chứng đi. Nếu có cái bằng chứng rõ ràng thì mình nên chửi. Đó, lúc đó cô mà biết bằng chứng rõ ràng thì cô cũng chẳng cho nó đồng nào đâu. Nếu mà cô thấy nó rõ ràng, nó con người nó không trong sạch, cô cũng cho đồng nào. Cô nói thẳng ngày hôm nay, cô nói thẳng như vậy. Đó, nhưng sự thật là nó chở cô đi biết bao nhiêu lần rồi, cô cảm thấy con người của nó rất hiền. Rất hiền con, cái nó nóng, nó cọc lên thì nó quá cọc, nó bức xúc rồi đó con. Mình thử nó phải nói ra thôi, nó chửi thề thôi chứ còn nó không làm gì được ai đâu. Nói chung nó mới làm được. Đó. Đó, giờ cô biết sao thì cô nói vậy thôi, cũng xin các cộng đồng mạng là cũng hãy cũng lấy cái tâm từ bi, rồi nếu mà cháu nó có sai sót cái gì thì thôi, cháu nó đã rút kênh rồi, thì thôi cũng bỏ qua cho cháu nó hết đi. Ai cũng có cái lầm lỗi, nếu mà cháu nó có cái sơ suất lầm lỗi gì trong đó đó, tôi thì không được biết rồi đó, nhưng mà có điều nếu có sự thật mà các cộng đồng mạng đã thấy thì thôi xin hãy từ bi hỷ xả, bỏ qua cho cháu đi. Bây giờ trước mắt là thấy rõ ràng là cô Hiếu như vậy rồi thì Lê Thanh Thiện. Lê Thanh Thiện là người ơn của cô Hiếu ngay từ lúc đầu luôn. Dạ. Chính dạ. Đó, không có nhờ Lê Thanh Thiện là không có cơ ngơi của bả đâu. Dạ. Mà bả tham quá, nói chung là bả tham lắm. Bả tu hành mà bả tham, nói chung là cái này cũng phải tu hành đâu. Hai chị em lập ra chùa để mà tìm cách để mà lôi kéo Mạnh Thường Quân về để mà trục lợi thôi, nói chung ra vậy đó. Chứ còn theo cô nghĩ là không phải tu đâu. Tu gì đâu mà hai chị em ruột, không quanh quẩn hai chị em ruột đã vậy. Còn hồi đó có một số người chửi thâu rồi đánh thâu rồi đánh lên Thiện, chửi có bà Hương bà gì trong đó đó. Yeah. Có cái bà gì ốm trong đó, bà nó cũng ghê gớm thiệt. Bà ốm. Ờ đó, bà nó cũng rất là ghê gớm. Tôi có coi mấy cái clip mà bà đứng ra bà chửi, bà đuổi xua bà này kia rồi bà làm thấy ghê thì công nhận. Yeah. Tội cho cháu Lê Thanh Thiện thôi, nói chung là tội cháu Lê Thanh Thiện. Theo dõi của Lê Thanh Thiện là từ đầu cho đến cuối. Sao rồi mấy cái kênh sau này là cô cũng có theo dõi, tiếp tục coi cái mấy cái kênh sau này nói sao, cô có theo dõi. Thì, tiếp theo là gần đây thì anh Lê Thanh Thiện lại thấy cô Hiếu đi khất thực ở ngã tư Vũng Tàu nữa. Với cái lý do là lấy tiền mua đất thì cô cảm thấy như thế nào? Vậy là không được, tôi thấy bà này như vậy không được. Bà đừng quá tham nữa. Bà hãy từ bi đi, bà hãy quay đầu lại đi. Bà quay đầu lại thì cộng đồng mạng cũng thương yêu bà thôi. Bây giờ bà lo tu hành đi, nghiệp chướng nó đã rõ ràng rồi. Cái nghiệp nó đã tới với bà rồi thì thôi đi. Mua đất rộng rãi để làm gì nữa. Như chú Lê Thanh Thiện nói đó là tượng này đó thì bên kia để cũng được, còn cái đất này đó. Bây giờ tôi cũng nói thẳng ra đó là Phật tử bây giờ qua những cái clip như vậy, Phật tử đã hiểu rõ bả rồi. Bà xây sân để bả để xe cho ai nữa. Phật tử không còn lui tới gì nhiều nữa đâu. Chẳng qua bà con hay thân thuộc của bả hoặc là những người quen biết mà bả cho hưởng lợi vừa rồi đó, vừa qua bà có bao nhiêu tỷ bà cho hưởng lợi thì người ta còn lui tới, giả đò lui tới vậy thôi. Chứ còn Mạnh Thường Quân bây giờ Phật tử người ta đã hiểu rõ tâm tánh của bà như vậy rồi, người ta không lui tới nữa đâu. Thì bà mua đất để mà để xe để làm gì? Hay là bà định mua xe hơi nữa, bà để xe bà mới mua đất như vậy đó thôi. Tôi nghĩ vậy thôi. Bà nên ấy đi đó. Tôi cũng nghe cái vụ mà cô Lập có em của bà, cái vụ gì đó. Yeah. Đó là cô Lập là em em thứ ba bà, em út bà. Dạ thì có nói lên trên mạng là phản ánh là cô Hiếu là coi như là chiếm đất của mẹ đó, để cho con chiếm đất đó. Thì ngay cả em ruột của mình mà cũng lên để tố cáo mình nữa. Ừ. Thì đúng rồi. Dạ. Trong nhà mà đã tố cáo là bằng sự thật rồi, chứ không có ai mãi đâu. Chị em trong nhà mà đã tố cáo là đó là sự thật rồi đó. Dạ. Chứ không có gì. Cô có hồi lúc xưa cô có đến Tịnh Thất Sông Mây lần nào chưa? Không, cô chưa bao giờ đến Tịnh Thất Sông Mây, nhưng cô theo dõi clip của Lê Thanh Thiện từ đầu cho đến bây giờ luôn. Dạ. Tại cô xa quá, cô không có đi đến đó được. Cô nhờ Thâu chở mấy lần mà Thâu nó xích mít rồi thôi, nó không có đi nữa. Chung ra thì con cũng coi trên những clip á, thì khi mà anh Lê Thanh Thiện đã chia tay Tịnh Thất Sông Mây á, thì khoảng cái thời gian là năm 2020 á, thì cái video cuối đó thì anh đã trao tiếp cái số tiền 20 triệu cho cô Hiếu và chia tay. Và cái tiêu đề của clip đó là cái tiêu đề để cho cộng đồng mạng tự đặt cái tiêu đề. Nhưng mà trong cái clip đó không biết là cô có coi cái clip đó chưa? Tiêu đề gì con? Cái clip mà khi mà anh Lê Thanh Thiện bất mãn cô Hiếu và làm cái video cuối cùng, và cái video cuối cùng đó tiếp trao cho cô Hiếu một số tiền 20 triệu là bóc trần cái sự thật ra. Trước khi chia tay đã bóc trần cái sự thật thì cô Hiếu lại nhận cái số tiền là 20 triệu luôn. Nếu mà đặt trường hợp là cô có nhận cái số tiền đó hay không? Nếu mà cô là một người tu đúng á, tôi có nhận số tiền đó hay không? À là cái cuối cùng đó đó. Dạ. À, là đã có xích mích với Thiện rồi đó. Dạ. Thì nếu mà theo cô là cô không nhận. Dạ. Nếu theo cô là cô có sĩ diện là cô không nên nhận. Nói chung bà này tham quá. Dạ. Bao nhiêu cũng nhận hết. Đã chửi người ta rồi mà khi người ta đưa cái tiền cuối cùng mà vẫn nhận Đó là chia tay đó, nghĩa là Thiện đưa cuối cùng là để chia tay phải không? Mà bả vẫn nhận là con người của bả là cô thấy không phải. Bây giờ cô khẳng định một câu, cô là người Phật tử nè. Cô khẳng định bả không phải là người tu hành. Nói chung là vậy, bả không phải người tu hành, người ta không có nghĩ đến tiền bạc như vậy. Không bao giờ người ta tham lam như vậy. Cô thấy bả bây giờ khóc cũng muộn rồi con. Bây giờ có khóc bây giờ cũng muộn rồi. Mà cô có nghe câu nói rằng là bà Hương đó, bà nói rằng là bà lấy cái tiền gì đó bà làm từ thiện. Mà cô cũng nghĩ rằng bây giờ bà làm từ thiện thì cũng không còn ý nghĩa gì. Lúc bà có mấy tỷ trong tay đó, lúc đó sao bà không đi phân phát, bà làm từ thiện tùm lum la đi. Mà bây giờ đó đổ bể ra cái chuyện này đó, thì bà nói rằng là bà lấy tiền gì đó rồi bà đi làm từ thiện cho người này người kia. Điều đó cô thấy nó sai trái cái gì đó. Thử ra không đúng. Rồi cô chỉ khuyên hai người đó là thôi bây giờ dừng lại đi. Bây giờ có khóc lóc thì cũng muộn rồi. Cái ngôi chùa của bả bây giờ Đức Phật đã không chứng rồi, Đức Phật không chừng đã ra đi ra hết rồi nữa, chứ không còn, chỉ còn mấy cái tượng vô tri vô giác đó thôi. Chứ bây giờ Đức Phật đâu có ngồi nơi đó để mà nhìn một cái cảnh tượng mà nó xào xáo tùm lum như vậy, mà người đời kêu réo như vậy. Thì bây giờ trong chùa bả là chỉ những cái tượng vô tri vô giác thôi, chứ còn theo cô nghĩ thì người ta chắc bay hết rồi. Là các vị đã đi hết rồi. Các vị đã đi rồi, không có ai chịu nổi như vậy. Người ta đã đi rồi, đó chỉ qua những cái tượng thôi. Bây giờ bà có thắp nhang hay bà tụng kinh gõ mỏ thì cũng không còn ai chứng nữa. Theo cô nghĩ nếu cô là người Phật tử cô coi thì cô hiểu như vậy đó. Giống như trong một cái gia đình mà xào xáo gậy gỗ hoài thì con cũng buồn, con cũng đi thôi. Thấy không? Nói chung là mình cũng vậy đi. Mình buồn mình cũng phải đi thôi, chứ không thể nào ở. Tức là các vị ở nơi đó, các vị ở nơi đó giống như Phật Bà đó, các vị Đức Phật Thích Ca này nọ, hoặc là nói chung là những các vị thần linh ở đó là đã đi hết rồi. Đã đi hết rồi, nói chung đã đi hết rồi đó. Theo cô thấy thì đã đi hết rồi. Cũng giống như bác Ba Trầu nói đó, cô Hiếu ơi hãy dừng lại đi đó. Cô Hiếu ơi hãy dừng lại đi. Trong bác Ba Trầu, cái clip của bác Ba Trầu có nói là cô Hiếu cũng đã từng đến mượn tiền. Cô có nghe. Cô nghe đến sáng sớm. Đó, đến sáng sớm nói là mượn tiền để trả tiền mượn đất. 200 mượn tiền đất mà bác Ba nói một tháng bác Ba chi ra mua thuốc men với gửi đi về các tỉnh này cho người ta cũng, tháng cũng 60-70 triệu rồi. Cô nói bữa nào cô lên cô gửi tiền cho bác Ba nè, cô đi xe mà xa quá cô làm biếng đi, tại cô tưởng ở bên quận 8 hay ở bên Bình Chánh lận. Đó, cô đi kiếm lần rồi đường Phạm Hùng đó mà trật lất à, để cô quay về. Cô cảm thấy là bác Ba Trầu như thế nào? Bác Ba Trầu một người rất là xứng đáng. Xứng đáng, nói gọi là một vị Bồ Tát sống đó. Cũng giống như của chú Tâm Sang cũng vậy. Chú Tâm Sang cũng là một vị Bồ Tát sống đó. Làm rất là có ý nghĩa. Đây cái tượng mà Đức Phật Thế Tôn này là chú Tâm Sang là cho cô thỉnh về thờ đó. Tượng Phật Thế Tôn, tượng màu trắng này nè là chú Tâm Sang. Chú Tâm Sang kêu lên đó, cho các Phật tử thỉnh về để thờ đó. Niệm chú rồi đó. Chú Tâm Sang niệm chú rồi đó. Màu trắng trắng đó, Đức Thế Tôn đó, màu trắng đó. Tâm Sang. Đúng rồi đó. Đó, Đức đó. Mô Di Đà Phật. Đó. Rất là đẹp. Chú Tâm Sang là mà tôi cũng khuyên là những người đó là sống nên chân thật đi, chứ đừng có sống mà lừa đảo này nọ rồi không tốt, tội nghiệp cho những người mà người ta có cái tâm người ta làm từ thiện vậy. Theo cô nghĩ vậy thôi. Người Phật tử cô không cho. Cô đi cô gặp mấy người bận áo cà sa cô không cho. Tại nó rất lẫn lộn nên cô không cho. Chẳng thà cô gặp một người già bán vé số tàn tật, cô không mua vé số, cô cho vài chục, cô không mua. Tại cô mua cô biết cô không trúng rồi, cô không mua, cô cho người ta. Ta lời 8 có ngàn thôi. Đó, cô cho vậy thôi. Cô thực tế, cô cho thực tế. Ví dụ cô cho đem gạo đến nhà người ta, cô cho tiền người ta, cô đến nhà người ta. Thực tế cô cho, rõ ràng cô cho. Biết trước cái hoàn cảnh. Đúng, cô cho là chính xác không à? Thật sự vậy. Chứ đừng có nghe ai kể gì trơn á, đừng có nghe kể mà tự nhiên mình siêu lòng, đừng. Phải tìm hiểu trước đi rồi hãy giúp đỡ. Theo cô nghĩ vậy, phải tìm hiểu trước đi. Chẳng những tìm hiểu gia đình mà tìm hiểu chung quanh lối xóm nữa. Yeah. Đó, chứ không phải trong gia đình nhiều khi bà con nó vô nó ra rồi mình không biết. Đó, tìm hiểu lân cận nữa. Đó, vậy đó mới là chính xác. Giúp là phải giúp cho đúng người, còn không giúp là thôi, chứ đừng để người ta lừa đảo mình, lúc đó mình hối hận thì nó cũng không còn gì nữa, không? Thấy không? Theo cô nghĩ vậy. Bây giờ Lê Thanh Thiện buồn cái bà Hiếu này lắm, mà thôi cô cũng khuyên Thiện là thôi, cái nghiệp của bà đã tới rồi đó con, thôi con cũng ấy đi, bỏ qua hết đi con ơi, đừng có đau co với bà đó, cũng không có tốt lành gì nữa đâu, để nhân quả người ta trả vậy thôi, có nhân. Nếu mà cô Hiếu mà đi trị bệnh được á, thì các bệnh viện với bác sĩ đó giờ hưu hết rồi, dẹp tiệm hết rồi, đâu còn cái bệnh viện nào nữa, mà đâu còn bác sĩ nào ra trường tiếp tục ăn học để ra trường mà trị bệnh nữa đâu. Tôi chưa bao giờ thấy mà cô Hiếu hoặc là một người dân nào đứng lên nói là cô Hiếu chữa chị mà câm điếc mà hết, giống như ông Võ Hoàng Yên vừa rồi cô Hằng nói lên. Ông Võ Hoàng Yên đó là cao siêu nhất đó, mà còn không làm được cái gì thì cô Hiếu thì cũng là cô thấy giả tạo quá, cô thấy giả tạo lắm, không đúng đâu, không đúng đâu. Cái gì bệnh đó là theo con nghĩ là nó có tác dụng gì không cô? Ví dụ như mà cô Hiếu hay cô chị bóc. Theo cô thấy đó, theo cô thấy đó, người ta chẳng qua người ta cảm xoàng thôi. Yeah. Người ta cảm xoàng thôi, hoặc là người ta nhức mỏi ở đâu đó rồi cô bấm một cái nó hết thôi. Yeah. Giống như cô nè. Yeah. Nhiều khi cô đi bấm ấn huyệt cái nó dễ đỡ nó hết thôi. Yeah. Cái chuyện nó chuyện thường, chuyện đó ai làm cũng được. Yeah. Không có nhất thiết gì gọi bả bằng thầy. Bà không có phải là thầy bùa gì hết trơn. Nói chung ra vậy. Cảm xoàng hoặc là người ta sổ mũi, hoặc là người ta khang tiếng, người ta nghẹt cổ gì đó, thì bà cho uống thuốc gì này nọ đó, thì 1-2 ngày nó cũng hết, nó giảm thôi, thì bà la ra do bàn tay bà vô là hết bệnh. Theo cô thấy không đúng không? Chính bác Ba Trầu cũng nói vậy, không đúng gì đó. Nếu bác Ba Trầu mà bàn tay của bác Ba Trầu đó là nó ấy, mà bác Ba còn chưa dám trị bệnh thì làm sao mà bà ấy. Bác Ba chỉ lấy phát thuốc phát thôi đó. Cũng có người hết mà có người không hết đó. Tùy theo cơ địa, tùy theo con địa con người, chứ không phải bác Ba cũng đâu phải thần thánh gì đâu, thấy không? Bác Ba phát thuốc vậy, tiền ta nghèo không có tiền mua thuốc thì bác Ba thức may chủ với thầy thôi. Thì cơ địa ai hạp thì nó hết, không hạp thì bắt buộc cũng phải đi bác sĩ thôi. Theo cô thấy vậy. Cái đó là theo cô nghĩ là hỗ trợ thêm thôi. Hỗ trợ thêm thôi, nói chung hỗ trợ thêm thôi. Không có tác dụng. Không có một cái tác dụng nào. Cô đã nói nếu mà có cái tác dụng nào hay quá thì bác sĩ với bệnh viện dẹp hết rồi. Yeah. Không còn ai mà ấy đâu. Thấy không? Con cứ nghĩ vậy đi. Yeah. Thì cứ rút tỉa của Võ Hoàng Yên đó là biết liền. Thì đó là chỉ hỗ trợ thêm mình. Hỗ trợ thêm thôi. Cảm hoặc là nhức đầu, hoặc là mỏi, hoặc là bị cái chỗ nào đó, yeah, tê đó, yeah, thì ấn huyệt vô đúng cái huyệt của nó đó, yeah, thì nó giãn ra thôi gì đâu, nó hết thôi gì đâu. Theo cô thấy vậy đó. Thì cô cũng là Phật tử cũng gần 20 năm rồi. Yeah. Cô khuyên cô Hiếu với cô Hương nên dằn tánh tình lại, sửa đổi lại và quay đầu lại đi. Ai cũng có cái lầm lỡ, giờ thôi cô quay đầu lại đi để mà tu đi, để mà sau này mà có nghiệp của cô nó nhẹ bớt một chút. Chứ bây giờ tôi nói thiệt với cô, chứ ở trong chùa cô thì các vị đã đi rồi, chứ không còn nữa đâu. Chẳng qua là những bức tượng vô tri thôi. Nên như vậy rồi không ai ở nổi đâu. Bây giờ cô gắm mấy cái nhang lên thì chẳng qua là cái khói nhang, khói hương thôi, chứ không còn cái gì nữa đâu. Theo tôi Phật tử thì tôi hiểu như điều đó. Rồi cô nên quay đầu là bờ đi. Còn Lê Thanh Thiện giúp cô như vậy rồi, cô còn ngược đãi như vậy, cô chửi người ta như vậy thì tôi không hiểu cô như thế nào nữa. Tôi không còn cái lời nói nào để mà nói đến hai cô Hương và Hiếu nữa đó, vậy thôi. Cảm ơn cô đã chia sẻ rất nhiều vậy. Đây là bức tượng Đức Thế Tôn của chú Tâm Sang đã phát tâm để cô Thanh Mai thờ ở đây. Các bạn thấy đây là một cái nhà của cô rất là đẹp.